Thầy chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải một câu bài tập nâng cao về hệ thức VS tiếp theo. Thầy chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu bài tập nâng cao về hệ thức VS tiếp theo. Cho phương trình x bình phương trừ 2mx trừ 3 bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2, thỏa điều kiện x1 bé hơn x2 và trị đối x2 trừ trị đối x1 bằng 2024. Trước tiên là thầy xét phương trình x bình phương trừ 2mx trừ 3 thì gọi là phương trình sau nha. Xét phương trình x bình phương trừ cho 2mx trừ cho 3 bằng 0 gọi là phương trình sau. Ở đây thì tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt, do đó thầy phải tính delta, delta phải nha. Do ở đây là b b chẵn rồi. Vậy thì tìm a này, a là trước x bình là mấy đây? Là 1. B là trước x là trừ 2m. Vậy suy ra b phải đi. B phải là b chia 2. B phải bằng b chia 2, cái này chia cho 2 là còn trừ m. B phải bằng trừ m. Còn C là bằng trừ 3. Tiếp theo, thầy đi tính delta phải. Ta có delta phải bằng b phải bình phương trừ cho a nhân c. B phải là b chia 2 nè, chính là trừ m. Trừ m. Lưu ý là mở ngoặc đóng ngoặc nha, bỏ trừ m vào trong. Bình phương lên trừ AC là trừ cho A là 1, C là trừ 3, trừ M tất cả bình phương là bằng M bình phương, trừ 1 nhân trừ 3 là cộng 3, bình phương cộng thêm một số thì chắc chắn là lớn hơn mấy đây, số này lớn hơn không chưa, do đó thì lưu ý nè, bình phương lớn bằng không. Bây giờ người ta bỏ, người ta cho em 3.000 nữa. Vậy là bình phương cộng thêm 3.000 chắc chắn là lớn hơn không rồi. Với mọi gì đây? Với mọi m. Giống như cái túi mình không có tiền. Người ta cho mình 3.000 thì lúc này số tiền trong túi của mình là lớn hơn không? Delta phải lớn hơn không với mọi m, do đó suy ra phương trình. Suy ra phương trình. Luôn có hai nghiệm. Phân biệt x1, x2. Và ở đây chúng ta có cái điều kiện x1 nhỏ hơn x2 này. Mà để ý này, em thấy A nhân C là bé hơn không chưa? Vì A nhân C bằng 1 nhân cho trừ 3. 1 nhân trừ 3 là bé hơn không, bằng trừ 3 này, bé hơn không. Suy ra phương trình có gì? Trình sau á, trình sau nha. Phương trình sau có hai nghiệm trái dấu. Vậy thì phương trình sau là có luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu, được không? Tiếp theo mình sẽ xử lý cái điều kiện này với chỗ này nữa là hai chỗ đề cho này. Vì là x1 thì bé hơn x2, x1 bé hơn x2 chưa? Mà x1 x2 trái dấu nữa. Mà x1 x2 trái dấu. X1 bé hơn x2 mà x1 x2 trái dấu. Thì chắc chắn một điều thầy suy gì đây? Suy ra được là x1 sẽ nhỏ hơn 0. 0 nhỏ hơn x2. Đúng không? X1 hai trái dấu thì x2 sẽ lớn hơn không và x1 bé hơn không thì mới trái dấu được. Trái dấu ví dụ như là x1 bằng 1, x2 bằng trừ 2 nhân lại sẽ bé hơn không, hay là x1 bằng trừ 1, x1 nhỏ hơn không là x1 bằng trừ 1, x2 bằng 2 nhân lại là bé hơn không. Từ đây suy ra tuyệt đối nè, xử lý tuyệt đối sẽ ra tuyệt đối x1 bằng gì đây? X1 bé hơn không, tuyệt đối nó bằng gì, mon dấu gì, bỏ ra ngoài mang dấu gì, dấu trừ x1.
Đây là kiến thức cơ bản nha, đây nè. Tuyệt đối của A nó sẽ bằng A nếu gì? Nếu A lớn hơn bằng 0. Và nó sẽ bằng trừ A nếu A bé hơn 0. Kiến thức cơ bản nha. Rồi. Vậy thì x1 bé hơn 0 do đó tuyệt đối x1 bằng trừ x1. X2 lớn hơn 0 do đó tuyệt đối x2 sẽ bằng x2. Được không này? Rồi bây giờ theo VS, theo hệ thức VS, có x1 x2 là chúng ta dùng hệ thức VS. Theo hệ thức VS ta có tổng hai nghiệm x1 cộng x2 tích hai nghiệm x1 nhân x2. X1 cộng x2 thì bằng trừ b chia cho a, x1 nhân x2 bằng c chia a. Dấu trừ cái chính giữa nha. Trừ b chia a, b là trừ 2m, vậy trừ của trừ 2m thì chúng ta ghi mở ngoặc ra này, trừ 2m đóng ngoặc lại, và chia cho a là chia cho 1, trừ nhân trừ thành cộng, vậy nó bằng 2m. Còn c trên a, c là trừ 3, chia a là bằng chia cho mấy, cho 1, bằng trừ 3. X1 cộng x2 bằng 2m, x1 nhân 2 bằng trừ 3 rồi. Rồi bây giờ theo đề này, theo đề ta có tuyệt đối x2 trừ tuyệt đối x1 thì bằng 2024, đề cho đây. Mà tuyệt đối x2 thì chúng ta đã phá được rồi, nó bằng x2. Tuyệt đối của x1 là bằng trừ x1, thay vào là xong. Vậy tương đương x2 thì tuyệt đối x2 thay bằng x2 này. Tuyệt đối x1 thì trừ cái này, thay bằng trừ x1, vậy trừ x1 bằng 2024. Vậy tương đương cái này nhân vô được là cái đây nhân dương âm nhân âm thành cộng chưa, thành dương chưa, vậy là ra x1 cộng x2 bằng 2024. Vậy tương đương x1 cộng x2 thì chúng ta thay bằng 2m, vậy 2m bằng 2024. Vậy tương đương với m là bạn 2024 chia cho 2 là còn lại là 1012. Mà điều kiện của mình có không? Điều kiện không có nha, đúng với mọi m rồi. Do đó thì cái này chính là đáp số luôn. Vậy với m bằng 1012 thì thỏa yêu cầu bài toán. Yêu cầu bài toán. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.